Từ vị khán giả Hùng Dứt Huỳnh, anh Vũ ơi, lúa bị nhiễm đào ôn nặng, có cách nào ngừa bị đào ôn cổ bông sau này hay không ạ? À? Rồi bà con biết là cái bệnh đào ôn nó sẽ là cái bệnh mà đi sớm về muộn mà con. Lúa của chúng ta 17 18 ngày cũng có thể xuất hiện và lúa chúng ta đến giai đoạn gần thu hoạch nó vẫn còn tồn tại, đi sớm về muộn anh ha. Do đó bây giờ lúa mình bị đào ôn nặng giai đoạn trước thì chắc chắn là trong những cái cử phun xịt giai đoạn sau đó anh phải nhớ là anh phun sớm hay ha chỗ lẹt xẹt rồi thậm chí cử sen giữa cử chỗ điều cử công chế me và thậm chí ở cử phun cuối đó nếu mà thời tiết bất lợi anh vẫn còn phải thêm cái thuốc gì đô ôn vào trong những lần phun đó và à, nó có cái này nè à, lúa mà bị đô ông nặng mà ngay những cái giống nhiễm nữa giống như năm không bốn rồi om 18 tám thơm gì đó thì có thể anh à, tăng cái liều thuốc gì đô ôn lên chút xíu trong cái bình phun của mình